Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Đây, trong chương trình ngày hôm nay lại là súp kép đây các bạn. Cái mẫu súp hầm kép 50 này. Súp hầm kép 50 này thì thời gian vừa qua thì bên DVH đã bán rất là nhiều này. Mẫu hầm kép này đánh rất là ok, tiếng vừa gầm sâu vừa uy lực. Rất là mạnh mà đặc biệt là giá thành thì cực kỳ hợp lý. DVH này đang sử dụng củ bát này, chính hãng của BB kép. Thùng thì là thùng lắp ráp tại Việt Nam. Cái thùng này là đóng tại Việt Nam các bác nhá. Thùng là đóng tại Việt Nam. Còn đâu cái củ bát này này. Củ bát này là bát nhập hãng luôn. Bát hãng BB kép luôn. Và các cái hộp của nó kia. Cái bát này thì hôm trước ở DVH thì có giới thiệu cho các bác rồi. Cái này thì hàng mới tinh luôn. Không cần đâu em ơi. Tôi để đây rồi. Bát thì hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện luôn nhá. Bát thì mình nhập về rất là nhiều và ráp cho các bác. Cái cấu hình này để báo giá cho các bác luôn, để các bác tiện xem video tham khảo luôn. Sử dụng củ BB kép Audio hàng hãng luôn. Bát thì đã giới thiệu rồi, từ 220 cùng 100. Và cấu hình súp kép này bên DVH này đang bán với một mức giá rất là hợp lý, chỉ 15 triệu thôi các bác, 15 triệu thôi nhá. Cái thùng này thì nó không có lưới, kiểu nó vậy. Thì các bác đừng thắc mắc tại sao nó không có lưới, tại vì cha sinh mẹ đẻ ra nó đã không có lưới rồi. Nhiều người có gọi hỏi em bảo là thế lắp lưới vào được không, thì lắp lưới vào thì phải bảo cái người đẻ ra nó người ta làm lưới chứ các em, thì em chịu. Nhập về nó đã như vậy rồi thì chỉ lắp vào như vậy cho các bác thôi. Cái này thì chúng ta có thể đặt đứng cũng được. Đặt đứng như này cũng được hoặc có thể đặt nằm cũng được. Đặt đứng này thì các bác trồng 2 hoặc 3 cặp live ray bát 30 bát 40 lên. Rất là cao và rất là đẹp, ok. Còn nếu mà vật nằm thì nó sẽ thấp hơn, nhưng mà tùy không gian, tùy địa hình địa vật, tùy không gian cái môi trường làm việc của các bác thì các bác có thể đặt đứng. Thì đặt đứng thì như con loa xa xa, đặt đứng hoặc trồng live ray lên. Đặt đứng cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, đặt đứng như này. Và loa này thì bề ngang nó khoảng độ chắc đâu đó nó khoảng độ 3 găng tay, khoảng độ 60 phân. Bề ngang nó khoảng độ 60 phân các bác nhá. Thì các bác đặt khá là vừa các cái dòng loa live ray bát 30. Bát 30 thì em nghĩ là chắc chắn là đặt vừa luôn, còn bát 40 thì chắc là đặt nó sẽ hơi hụt so với loa một chút xíu. Ok, cứ lắp đi Bình ơi. Cái này là súp hầm kép nên là cái tần số cộng hưởng nó đạt được rất là sâu và lực đánh nó sẽ mạnh hơn là các cái dòng súp mặt các bác nhá. Cái dòng này là dòng súp hầm. Bên DVH còn một cái mẫu nữa nó cũng khá là giống như này. Và mình hay lắp cái củ côn 125, hay lắp cái củ côn 125. Thì cái thùng đấy thì mình sẽ đặt nó sẽ tốt hơn cái thùng này. Và đặc biệt có một cái điểm đặc biệt là nó có lưới các bác. Đấy, có lưới hay không là do người làm cả các bác nhé. Rồi mình đặt thêm lưới và cái chất ván nó dày hơn và ván nó tốt hơn thì nó mới chịu được cái lực đánh. Chứ cứ cái thùng này mà các bác lắp cái củ côn 125 vào thì đánh thì mình thấy là hơi nguy cơ vỡ thùng các bạn. Không phải là cái thùng nào cũng lắp được các loại bát đâu các bạn. Mình lắp cái bát thì mình chỉ lắp vừa với cả cái sức của cái thùng thôi. Như qua có thể thấy là cái thùng này thì nó làm gỗ này chắc nó tầm độ phân rưỡi phân bảy gì đấy. Cái này chắc nó tầm độ phân bảy, gỗ này nó tầm độ 1/7. Thì mình thấy là đánh vào các cái dòng bát từ 220 cùng 100 như này thì ok này, gỗ này tầm phân bảy các bạn. Cái này thì họ mài cái mép này đi nên là mình nhìn ở ngoài thì có cảm giác nó mỏng hơn một chút xíu, nhưng mà so với cái ngón tay này, gỗ này nó tầm phân bảy các bác nhá. Mình thấy là với cái kết cấu thùng như này, với cái bát này thì nó là hợp lý. Còn đâu các bác mà lắp cái bát côn 125 thì phải sử dụng cái mẫu thùng của mình. Mình có một cái mẫu thùng nó tốt hơn, nó có lưới. Cái dòng đấy thì mình hay lắp bát côn to, tại vì cái thùng cơ bản là cái thùng nó chắc hơn, cái thùng nó được gia cố kỹ hơn và nó ke rất là kỹ ở trong thì nó mới chịu được cái lực đánh của cái bát. Chứ còn cái thùng này mà các bác mà lắp cái bát côn 125 vào mà đánh hết ga hết số lên thì mình sợ là bát này không chết nhưng mà vỡ mất thùng. Bát nó thổi, nó đánh nó rung các bác. Cái lực bát nó đẩy ra nó rung, nó làm cho cái thùng nó nứt hết các mép, nó nứt hết các cái mép gỗ này và không thể nào mà chịu đựng được. Thì cái này thì bán hàng mất lòng trước được lòng sau, thẳng thắn với các bác luôn. Thùng thì khá là chắc đấy nhưng mà mình nghĩ chỉ chơi được bát côn 100 thôi. Bát côn 100 là đánh vào cái thùng này là vừa miếng này. Đó, súp hầm này bao giờ cũng vậy, lực đánh nó rất là mạnh, nó sẽ đánh mạnh hơn là các cái dòng súp mặt các bác nhá. Đấy, rất là hầm hố, rất là ok. Và đặc biệt là giá, cơ bản là giá hầm hố đến mấy thì hầm hố, ok đến mấy thì ok, nhưng mà giá mà không ok là thôi là vứt rồi. Nhưng ở đây thì giá rất là ok, bát tốt, bát là sử dụng bát hàng hãng luôn các bác nhá. Bát hàng hãng của BVK luôn. Cái này hôm trước đã quay rồi. Đối với các cái sản phẩm hãng này, như này này, các bác nhìn này, cái thùng hộp nó làm rất là đẹp. Địa chỉ nhà máy các thứ đầy đủ hết nhá các bác nhá. Hàng hãng luôn, BVK Audio. Và có đây này. Các cái hàng hãng nó xuất đi các cái thị trường nước ngoài thì nó làm rất là cẩn thận. Model là VK18880 BVK Audio. Các bác có thể lên mạng vào trang web của BVK Audio, nó sẽ ra cái thông số kỹ thuật của cái củ bát này các bác nhá. Đấy, hàng hãng, chính hãng luôn của bọn Trung Quốc nó sản xuất.
giá thì rất là hợp lý và lực đánh thì rất là ok. Mình đã giới thiệu qua về con bát này rồi. Ok. Đấy, giá rất là hợp lý. Các bác mà đang đi làm âm thanh đám cưới hoặc là các cái chương trình sự kiện nhỏ nhỏ và đang tìm kiếm một cái cặp súp giá cả phải chăng và với cái lực đánh rất là ok, lực đánh rất là mạnh và tần số cộng hưởng thì khá là sâu. Tiếng bát con này thì nó khá là nặng bát các bác nhá, tại súp hầm mà khá là nặng bát, thì đây là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý này. Cái này thì cái thùng này kết cấu rất là hay, nó sẽ lấy cả hơi phía trước và cả hơi phía sau của loa. Các bác có thể nhìn thấy này, đây là cái mặt trước của loa này. Khi mình đang lắp là mình phải lắp từ phía sau, mình phải tháo cái mặt đáy này ra. Thì như vừa nãy các bác có thể nhìn thấy cái củ loa ấy, thì đó là mặt sau nhá. Còn đây là mặt trước, đây là mặt trước của loa. Cái thùng này rất là hay, nó lấy cả cái hơi của mặt trước này là qua cái lỗ đó và qua cái lỗ thông hơi này, qua cái lỗ hơi này này là nó lấy cái hơi của mặt sau của loa bát. Rất là hay, cái thùng này nó lấy cả đường hơi của mặt trước và cả mặt sau bát, nên là nó lấy được cái hơi nó rất là tối ưu và nó đạt được cái tần số cộng hưởng nó cũng khá là tối ưu luôn. Cái thùng này quánh rất là ok. Đấy, các bác mà ở gần thì cứ đến trực tiếp cửa hàng của DVH mà test thử cặp súp này, đánh rất là ok luôn các bác nhé. Và nó cũng không muốn quá nhiều công suất đâu, cơ bản là cái thùng và cái bát nó cộng hưởng tốt cho nhau. Cái đường hơi ấy, cơ bản là cái nhà sản xuất ấy, cái người mà người ta thiết kế ra cái thùng loa này, người ta thiết kế rất là hay. Nó lấy cái đường hơi đằng trước, nó lấy được cả cái đường hơi đằng sau và nó cho hai cái đường hơi đấy, nó tính toán cái khoảng cách và nó tính toán cái quãng đường nó vừa đủ để cho cái hơi mặt trước và hơi mặt sau của bát nó cộng hưởng cho nhau và nó đẩy ra mặt trước rất là phê. Đây này, các bác có thể nhìn thấy này, cái mặt này là nó dạng kiểu như hình phễu ấy, mặt này nó dạng kiểu hai cái miếng gỗ này nó tạo thành một cái hình dạng kiểu như hình phễu ấy. Đấy, hơi ở giữa nó đẩy ra này và lại hơi của đầu trên đầu dưới nó đẩy ra nữa, cộng hưởng cho nhau rất là ok. Mẫu súp này thì trên thị trường chắc chắn là các bác thấy nhiều rồi, các bác mà làm sự kiện thì gặp cái mẫu súp này rất là nhiều rồi. Đấy, giá rất là hợp lý, chỉ 15 triệu thôi, 15 triệu tại DVH Audio nhé. Quý khán giả thân mến mà quan tâm và có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy alo trực tiếp cho DVH. Hàng mới tinh luôn, vẫn còn cuốn nguyên giấy bóng luôn, hàng vừa mới lắp xong và cuốn nguyên giấy bóng. Tại vì bên mình thì chỉ chủ yếu là bán hàng mới thôi. Đây là các bác có thể để ý loa ở nhà này, toàn mới cả thôi các bác nhé. Đấy, các bác gần xa có nhu cầu vui lòng nhấc máy alo cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhé. Với các cái sản phẩm mà nó nặng như này thì các bác mua hàng thì chú ý là mình nhà mà có ô tô có phương tiện thì đi luôn đến và trở về, chứ nhiều bác ở xa đi xe máy đến hỏi mua cặp súp thì xong rất là khó xử, không biết là chuyển về kiểu gì luôn. Cho xe nhà mình chở đến thì không đủ tiền cước mà lại cho khách ra đường để lại gửi xe khách về thì xe khách nó lấy cước nó cũng khá cao, tại vì hai cái quả súp này là hết luôn cái cốp của nó rồi. Tại cái súp nó rất là to, các bác có thể nhìn thấy này, cái bề này nó cao này, nó phải cao đến tầm 1m1, cái bề này nó phải cao tầm 1m1 này, bề này thì 60 phân này, bề này chắc nó cũng phải rơi vào tầm hơn 60 phân, bề này chắc phải 70 phân mất, bề sâu nó sâu khoảng 70, rộng 60, dài thì dài khoảng 1m1 các bác nhé. Đấy, nên là các bác mà có nhu cầu mua hàng thì chú ý cái phương tiện đến thì vận chuyển về luôn, kích thước nó rất là to. Rồi ok, clip thì ngắn gọn thôi. Thì quý khán giả quan tâm có nhu cầu vui lòng nhấc máy alo cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhé. Clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những chương trình lần sau. Chúc các bác ngày nhà vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.